Đây nha, em mời các bác ngắm những giò lăn quý nhá, gọi là lăn quý nhà em nha. Đây các bác này. Đấy, có nhìn này. Cây nào cũng như cây nào luôn nha các bác nha. Đấy. Nhìn nó đỉnh cao và chất lượng, cây cây mẹ của nó này. Khá là ok nhá. 23 đầu mà các bác. 23 đầu mà. Hai cái cây này. Sau này. Nhìn quá dã man luôn. Rất nhiều cây to nha anh các bác nha. Nhìn nó đỉnh cao và chất lượng. Nó không bị xuống lá chân này các bác này. Đấy, con của nó nha. Đẹp chưa? Em mời các bác ngắm những giò lan đẹp có giá trị. Đây này, em mời các bác ngắm cái giò quế nhân nha, ba cây nha. Nó vẫn còn mười mấy con nữa ấy. Em cắt 16 con, em cắt mất một con, còn 11 con nữa. 11 con, một giò to quế nhân. Siêu đẹp. Ba thân hoa, ba thân mẹ và 11 con nữa. Đây nha, em mời các bác ngắm cái giò quế trắng tháng 8 này. Giò này là giò to nha các bác nhá, giò to nha. Cái này bề rộng của nó phải trên 1 mét luôn. Bề cao cũng thế nha. Đấy. Các bác nhìn cái cây nó đạt cây nhá. Đẹp. Đây là tam bảo sắc nha. Đây là giò tam bảo sắc. Đấy, còn vừa rồi là giò quế nha các bác nha. Quế trắng tháng 8 đây ạ. Đây này, em mời các bác ngắm những giò cáo to. Có giò cáo khủng nha các bác nha. Giò cáo khủng nha em đấy. Đấy, nhìn cây nó đã luôn. Có một giò, một mẹ, có cái giò này là có một mẹ 5 con luôn. Có một cây là một mẹ 5 con luôn. Đấy. Quan trọng là chơi cái cây nó phải chất các bác ạ. Thì nó mới lại đỉnh cao. Đấy, lá 6 sen này các bác ạ. Mỗi tội là nó bị dập ở rừng này. Đây, bác nào thích cái cây lá nhăn này mà lá nó siêu mở nhá. Lá siêu mở. Xít xoát 6 sen. Mở hoa lại còn phân nhánh, hoa đẹp nha các bác nha. Hoa đẹp nha. Hoa phân nhánh, hoa đẹp. Quan trọng là các bác thích nữa cơ. Đấy. Cái cây cáo muộn nhà em này các bác này, cây cáo muộn này có hai bông nhá, có hai bông. Cái cây này thì lá nó chỉ được 6 sen thôi các bác ạ, lá nó chỉ được 6 sen, 6 sen rưỡi, lá to nhất, như một cái quạt ba tiêu, như một cái quạt ba tiêu. Cái này cái cây cao nó chỉ được 40 sen thôi các bác ạ. Hoa khá là ok. Đấy là em mời các bác ngắm này nha. Bác nào ưng cái loại nào thì cứ ới em nha. Sơn thủy tiên họng đen nhà em nó thế này mà. Càng ngày càng phát triển. Em còn đúng hai giò thôi nha các bác nha. Bác nào muốn lấy thì cứ alo thôi. Những cái giò to này báo giá nó cũng khó. Đây nha, bác nào lấy sóc thì nhập về cho em với nha. Em không còn chỗ treo nữa rồi. Đấy. Cầm báo, một dê cầm báo nguyên bản. Hàng siêu đẹp. Một dê đấy nha các bác nhá. Đấy, cáo nhà em nó thế này. Nguyên cái chỗ này họ gửi cũng phải mấy chục triệu rồi nha các bác nhá. Riêng cái chỗ cáo này. Họ gửi cũng phải mấy chục triệu. Cái này bán rồi. Đây còn cái giò này. Một mẹ 6 con. Đấy. Siêu to.
Anh nha, em lên cho các bác nhá. Giọt số 1 này. Quế trắng tháng 8 nha các bác nhá. Nó đang nụ đây nha các bác nhá. Đang nụ đây nha. Đấy, nụ đây. Cái này thì tính đài cây nhỏ này nó cũng có hoa này, nó lồi ra nó cũng có hoa rồi này. Đấy. Nó cứ lồi ra thì em mới nhìn thấy nhá các bác nhá. 4 5 6 7 8 9 cây nhá. 9 cây nhá các bác nhá. Một giò quế trắng tháng 8 như thế này, 9 cây. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 400.000 nha, 400.000 nha. Cho giò số 1 nhá. 400.000. Cho giò số 1. Đây này, cái loạt này thì nhà em này trồng khá là nhiều. Đấy các bác này. Đấy, quế trắng tháng 8 nha. Một giò như thế này. Cái giớn này là nó cao được 60 cm nha các bác nhá, 60 cm nha, nó đang nụ như thế này nha. Đấy, nụ nó tất ở đây này. Một cái giò như thế này. Đây nhá, một cái giò như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 1 triệu nha, 1 triệu nha. Đấy, 1 triệu. Cho giò số 2 nha. Giò này là khá là đều cây nha các bác nhá. Số 3 này các bác này. Vẫn là quế trắng tháng 8 này. Đấy, nụ đây nhá. Đấy. Giò này thì cây cũng khá là to nha các bác nhá. Cây khá là to. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho các bác với giá là 1 triệu 100 nghìn nha, 1 triệu 100 nghìn nha. Đây nha, đấy. Cái giò này thì nó to cây hơn cái giò kia nha. 1 triệu 100 nghìn nha. Cho giò số 3. Số 4 này các bác này. Một giò quế trắng tháng 8 này. Đấy, đẹp chưa? Cái giò này thì cây nó to, nó đều nha các bác nha. Đấy nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 1 triệu 500 nghìn nha. 1 triệu 500 nha. Cho giò số 4 nha. Đây, số 5 này các bác này. Kiều này là kiều môi tua nha các bác nhá, mầm nó đang lên này. Đấy, khá là đẹp. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho các bác với giá là 200 nghìn nha, 200 nghìn nha. Kiều môi tua nha các bác nhá. Cho giò số 6. Số 7 này. Dáng hương đuôi chồn này. Đấy, dáng nuôi chồn nha. Một cái giò như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 180.000 nha, 180.000 nha. Cho giò như thế này nha, dáng hương nuôi chồn nha. Cho giò số 7. Số 8 này các bác này. Hồ điệp đại hoa trắng nha các bác nha. Hoa trắng nha. Như này. Nó đang được hai ngồng hoa đây. Nó đang được hai ngồng hoa. Và đang có hai thằng con. Một con đây và một con đây. Hồ điệp đại nha các bác nha. Hồ điệp đại nha. Một giò như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 350.000 nha các bác nha, 350.000 nha. Hai nụ đây nha. Cho giò số 9 nha. Đây, số 10 này các bác này. Đây là cẩm báo nha. Đấy. Cẩm báo nha các bác nha. Như thế này. Bác nào lấy cái giò này, cây to nhá, cây to nhá. Đấy.
Bác nào lấy cái cây này, em để cho các bác với giá là 350.000 nha, 350.000 nha. Đây cái cây này to, siêu to luôn, mà lá nó đẹp. 350.000 nha. Cho giò số 9 nha. Đây số 10 đây. Các bác này. Số 10 đây, một cây này. Hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này. Đấy. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 nha, 250.000 nha, nó chạy dễ rồi nha. Em mới trồng nhưng nó chạy dễ rồi nha. Cho giò số 11. Số 12 nè, cái này là sơn thủy tiên họng đen nha các bác nhá, sơn thủy tiên họng đen nha. Như thế này nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha. Như này nha. Giò to nha, 800.000 nha. Cho giò số 12. Số 13 là sơn thủy tiên họng đen tiếp này. Một giò như thế này. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 750.000 nha, 750.000 nha. Cho giò số 13. Số 14 này. Cáo nhà em trồng mới chưa được 1 năm mà các bác nhìn thấy đẹp chưa? Đấy. Hoa cáo Lai Châu thì khá là đẹp nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 550.000 nha các bác nha. Đang có 7 đầu nha, 7 đầu nha, 7 đầu nha. 550.000 nha. Cho giò số 14. Đây, dáng hương tam bảo sắc nha các bác nha. Dáng hương tam bảo sắc một giò như thế này nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 250.000 thôi, 250.000 thôi. Dáng hương tam bảo sắc nha. Cho giò số 15. Số 16 nè. Kiều này là kiều trắng nha các bác nha. Kiều trắng nha. Một giò như thế này bác nào lấy em để cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Đấy, toàn thân mỡ màng không. Cho giò số 17. Số 18 này các bác này. Đấy, một giò như thế này nó đang lên được có 4 5 mầm gốc luôn. 5 mầm gốc khá là đẹp. Đấy, một giò như thế này nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 280.000 nha, 280.000 nha. Cho giò số 18. Đấy các bác này, em mời các bác ngắm hoa nha, hoa họ không zoom được. Đấy, tất là trên đồi này các bác này. Tất trên đồi, hoa trên đồi rồi. Đây nha, em lên cho các bác một giò dáng hương hoàng thảo tam bảo sắc nha. Hoa khá là to. Đấy. Nụ thì khá là nhiều nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 200.000 nha, 200.000 nha. Cho giò hoàng thảo tam bảo sắc đang nụ như thế này.
200.000. Cho giò số 19 nhá. Số 20 này. Đấy. Cái này là phi điệp vàng nha, 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân. Một giò phi điệp vàng như thế này. Các bác nhá, một giò phi điệp vàng như thế này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 150.000 nha các bác nhá. Các bác một cân còn không được như thế luôn. 150.000 nha. Cho giò số 20. Số 21 nè, giá vẫn là phi điệp vàng nha các bác nhá. 6 thân hoa. 6 thân hoa nha các bác nhá, như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Cho giò số 21. Số 22 này. Một giò thanh đạm sữa nha các bác nhá, một giò thanh đạm sữa như này to. Bác nào lấy em để cho các bác với giá là 300.000 nha. À 350.000 nha. Cho giò số 23. Số 24 này, một giò sơn thủy tiên. Một giò sơn thủy tiên như này nha các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 400.000 nha. Cho giò số 25. Số 26 này, một cái giò cáo nó đẹp như thế này. Lá nó rụt rịt như thế này. Các bác nhá, em đóng đũa ở đây thôi để cho nó đứng lên thôi. Còn thuần khá là lâu rồi. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 450.000 nha, 450.000 nha. Như này nha. Cho giò số 25 à 26. Số 26 nha. Số 27 này, một giò hai đuôi công nha các bác nhá, một giò hai đuôi công như thế này nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 280.000 nha, 280 nha. Cho giò số 27. Số 28 này các bác này, một cái cây cáo này. Đấy, lá khá là ok luôn. Một cây như này. Bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha. 300.000 nha. Đấy. Cáo Lai Châu ấy. Cho giò số 28. Số 29 này các bác này, một cái giò đùi gà tròn nha các bác nha. Này. Đây. Coi này, đấy, đẹp chưa? Đấy, đẹp chưa? Đấy, khá là ok nhá, toàn thân tơ hết nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 900.000 nhá. 900.000 nhá. Nó là hai dề đấy ạ. Cho giò số 28. Số 29 này. Cái này là kiều dẹt của dân nuôi nhá các bác nhá. Kiều dẹt của dân nuôi nhá. Như này. Bác nào lấy cái giò này em để cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Cho giò số 3 29 nha. Số 29 nha. Số 30 này các bác này. Một thân hoa 2 3 4 5 6 6 thân hoa. Khá là ok nha các bác nha. 6 thân hoa như này nha. À. Bác nào lấy cái giò này nhá, em để cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha. Cho giò số
30. Số 31 là quế trắng tháng 8 nha. Quế trắng tháng 8 như này nha. Một mẹ 5 thằng con nha các bác nha. Một mẹ 5 thằng con, nó đang được có 3 bông hoa thôi. Đó, các bác về chăm thêm cho nó, sang năm nó ra được nhiều nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 1.200.000 giải vía nha các bác nha. Không hạ được nữa đâu các bác ạ. Cho giò số 31, số 32 này các bác này. Một cây cáo nhá, một cây cáo nhá. Khá là to luôn. Và ba cây cẩm báo nhá, ba cây cẩm báo dân nó trồng lẫn này. Đó. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 450.000 nha các bác nhá, 450.000 nha. Cho giò số 32. Cái này người ta gọi là cô son nhá, cô son nhá, hàng mới tinh, hàng Thái luôn nha các bác nhá. Đấy. Lá to mà hoa lại đỏ, hoa phân nhánh. Hoa nó còn đỏ hơn là phượng vĩ các bác ạ. Này các bác này. Đấy, hoa nó như thế này nha các bác nhá. Bác nào lấy cái giò như thế này em để cho các bác với giá là 500.000 nha, 500.000 nha. Cho giò số 34. Số 35 này các bác này, một cái giò hoàng thảo tam bảo sắc này. Đây. Đấy, hàng một dè nhá. Như thế này, vẫn còn hai thân hoa chưa nở, ba thân hoa chưa nở. Ba thân hoa chưa nở các bác này. Đấy, như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là nguyên bản từ rừng nhá các bác nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 180.000 nha, 180.000 nha. Cho giò số 35. Số 36 nè, một giò chồn to như thế này. Đang được 3, 4, 6, 7 cây. 7 cây nha các bác nha. Một cái giò trồn như thế này 7 cây. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Này các bác nhìn đã chưa. Cho giò số 36. Đúng không? Hay 37 nha. 36 nha. Đây, số 37. Cái này là kiều vàng nha các bác nha. Kiều vàng nha, dân nó thuần nha. Này. Đấy, mầm gốc nha. Yeah. Các bác này, đấy, mầm gốc nha. Khá là ok luôn. Một giò kiều vàng như thế này, bác nào lấy thì em để cho các bác với giá là 280.000 nha. 280.000 nha. Cho giò số 39. Số 40 này các bác này, các bác này. Một cái cây trồ à, cáo nó như thế này mà lá thì nó siêu là ngắn mà siêu là to các bác nhá. Bác nào ưng cái cây này nhá thì em để đây, em chỉ bán hai cây nhỏ này thôi, còn cây to này thì không tính tiền nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 900.000 nha, 900.000 nha. Bác nào lấy thì lấy thôi nhá, đừng chửi em nhá.
cho giò số 40 nha các bác nha, số 41 này. Đấy, trồn nhà em thế này mà nó thuần này mà. Đấy. 4 cây nhá. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 250.000. 250.000 nhá. Cho một giò trồn như này nhá. Cho giò số 41. Đây số 42. Dân nó cũng trồng 4 cây như thế này. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 180.000 thôi nha, 180.000 nha, như thế này nha. Cho giò số 43. Số 44 này các bác này. 1 dè, 2 dè, 3 dè, 4 dè, kiều dẹt nha các bác nha. Một giò kiều dẹt như thế này. Đấy. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 280.000 nha. À thôi lấy 250.000 đi. 250.000 nha. Cho giò số 44. Đây số 45 này các bác này. Một cái giò hoàng nhạn tháng 4. Đây nha các bác nha, tháng 4 nha. Này. Hoa khá là ok. Nhạn này là nhạn Gia Lai nha các bác nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 500.000. 500.000 nha. Cho giò số 45. Số 46 nha, tiểu quế nha các bác nha, một giò tiểu quế như thế này. Nụ còn khá là nhiều nha các bác nha, nụ còn khá là nhiều luôn. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Cho giò số 46. Đây này các bác này, số 47 này các bác này. Này, to chưa? To chưa? Ngón tay của em còn bé hơn nhá. Cái này là 20 thân hoa. 20 thân hoa. Một cái chậu này là chậu 50. Đấy, chậu 50 nha các bác nha. Đấy, cái chậu này. To này. Đấy, đẹp chưa? 20 thân hoa nha các bác nha, 20 thân hoa nha. Bác nào lấy cái giò này thì em để cho các bác với giá là 750.000 nha. Cước các bác tự chịu nha. Giò này là cước phải tầm 200 ấy. Bán xô rồi, bán em bán mỗi xô. Em bán xô rồi. Đấy. Số 47 nhá. Số 47 cũng là số cuối của em thôi. Còn cái phi điệp vàng này thì em bán rồi nên là không còn nữa rồi. Đấy, em mời các bác ngắm thôi. Nó cao hơn người luôn. Và cuối video em cũng xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu Lan nhá.